Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên trang Lao động và Công đoàn tháng 11 năm 2022 của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An. Chương trình hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Nhiều chương trình thiết thực dành cho đoàn viên công nhân trong dịp Tết Quý Mão 2023. Triển khai gói tín dụng 20.000 tỷ đồng đến công nhân lao động. Mái ấm công đoàn trong các trường học. Quyền lợi của người lao động khi nghỉ hưu, nghỉ việc. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng đến với một số thông tin nổi bật về hoạt động công đoàn. Trong kế hoạch triển khai chương trình Tết Sum Vầy Xuân Gắn Kết năm 2023 và kế hoạch Ngày hội công nhân chào Xuân Quý Mão năm 2023, các hoạt động sẽ bao gồm thăm, tặng quà, chúc Tết đoàn viên, người lao động, đặc biệt là đoàn viên có hoàn cảnh khó khăn, kiểm tra giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật về chế độ tiền lương, tiền thưởng trong dịp Tết. Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An đã ký biên bản ghi nhớ về việc triển khai gói tín dụng ưu đãi dành cho công nhân lao động trên địa bàn với Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn HD Sài Gòn và Công ty Tài chính Trách nhiệm hữu hạn Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng SMBC. Mục đích của biên bản ghi nhớ nhằm thực hiện thỏa thuận hợp tác giữa các bên thực hiện các gói tín dụng, trọng tâm là góp phần từng bước xóa tình trạng tín dụng đen trong các khu công nghiệp, khu nhà trọ công nhân. Công đoàn ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn vừa tổ chức liên hoan tiếng hát công nhân viên chức lao động năm 2022. Liên hoan lần này có sự tham gia của 22 đoàn nghệ thuật quần chúng công nhân viên chức lao động với hơn 300 diễn viên không chuyên ở các tổ chức công đoàn cơ sở trực thuộc. Ngoài ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đất nước, tổ chức công đoàn liên hoan còn rực rỡ sắc màu bởi các tiết mục phản ánh tinh thần thi đua lao động, sản xuất, truyền thống ngành nghề của từng đơn vị. Thưa quý vị, với đặc thù lực lượng cán bộ viên chức đông, trong đó nữ chiếm hơn 78%, công đoàn ngành giáo dục có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Đặc biệt trong thời điểm hiện nay khi môi trường giáo dục ngày càng nhiều áp lực. Vì vậy, ngoài nhiệm vụ bảo vệ quyền lợi chính đáng cho đoàn viên, việc tạo môi trường làm việc, sinh hoạt ngày càng tốt hơn để giáo viên coi trường là nhà, tổ chức công đoàn là gia đình đang là vấn đề được các công đoàn cơ sở ngành giáo dục quan tâm thực hiện tốt. Nhiều cán bộ làm công tác công đoàn được ghi nhận với những hy sinh đóng góp đáng kể. Là trường chuyên biệt, học sinh chủ yếu là người dân tộc thiểu số, điểm đầu vào không cao so với các trường trung học phổ thông công lập trên thành phố Vinh. Nhưng những năm gần đây, trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh luôn ghi dấu ấn nổi bật trên nhiều lĩnh vực thuộc ngành giáo dục tỉnh Nghệ An. Đó là cơ sở vật chất không ngừng được đầu tư nâng cấp, chất lượng giáo dục được nâng cao, thể hiện ở kết quả thi tốt nghiệp trung học phổ thông đạt 100% với điểm sàn khá cao. Riêng năm 2022, có 5 em được Ủy ban nhân dân tỉnh tuyên dương học sinh đậu điểm cao. Hiện trường trung học phổ thông dân tộc nội trú tỉnh không chỉ được xếp vào top đầu về chất lượng giáo dục, mà còn được đánh giá là ngôi trường có môi trường giáo dục hạnh phúc. Giáo viên và học sinh đều coi trường là mái ấm gia đình. Ngoài những giờ học thì chúng em còn có thể được vui chơi cùng bạn bè, luyện tập những môn thể thao như cầu lông, bóng chuyền. Em cảm thấy rất là may mắn khi mà được học tập ở đấy, được phát triển và em mong muốn là đấy sẽ là bàn đạp vững chắc để em có thể vươn ra tương lai. Và cảm ơn mái trường nội trú đã cho em được điều kiện tốt như thế này ạ. Đối với cái công tác giáo dục của nhà trường, đó là ngoài cái việc tức là dạy dỗ thì phải đảm bảo được giáo dục về kỹ năng sống, rồi hình thành nhân cách. Và để làm được điều đó thì bản thân người giáo viên cũng như là cán bộ công nhân viên của nhà trường, đồng thời cùng với ban giám hiệu nhà trường cần phải có một cái sự đồng hành, đoàn kết và nhằm xây dựng được cái một cái môi trường học tập làm sao để đảm bảo là các thầy cô vừa là thầy cô nhưng mà đồng thời vừa là người cha, người mẹ. Trong thành tích đáng tự hào đó không thể không kể đến vai trò của cô giáo Nguyễn Thị Kiều Hoa, là hiệu trưởng kiêm cán bộ công đoàn ngành. Cô cũng là một trong những người làm công tác công đoàn nhiều năm nhất trong ngành giáo dục Nghệ An với hơn 16 năm. Như bao người phụ nữ khác, cô vừa phải cáng đáng việc gia đình, vừa phải đảm nhận trọng trách người đứng đầu của một tập thể với 52 giáo viên, nhân viên và 730 học sinh người dân tộc thiểu số, 100% học nội trú tại trường. Làm công tác quản lý ở trường đặc thù như thế này thì có cái... Như bản thân tôi thì tôi thấy rằng là mình phải có một cái tình yêu nghề và có một cái sự tâm huyết, tận tụy với công việc. Và cái may mắn của tôi cũng được là gia đình, rồi
chồng con và đồng nghiệp rất là ủng hộ, kề vai sát cánh cùng với tôi. Cô giáo Trương Thị Lan là một trong số 40 cán bộ quản lý cán bộ công đoàn ngành giáo dục được vinh danh trong năm 2022. Ở địa bàn biên giới Kỳ Sơn khó khăn nhất của tỉnh Nghệ An, việc bám trường, bám bản, vận động học sinh đến trường vẫn đang là nhiệm vụ vô cùng gian nan. Thế nhưng, với cương vị chủ tịch công đoàn, cô giáo Trương Thị Lan đã cùng với tập thể lãnh đạo giáo viên của trường xây dựng phong trào giỏi việc trường, đảm việc nhà mạnh mẽ, gắn với xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực. Dù hoàn cảnh gia đình của cô cũng còn vất vả thiếu thốn như nhiều giáo viên ở đây. Gắn bó nhiều năm với hoạt động công đoàn, thì bản thân tôi luôn được tiếp lửa từ các anh chị làm công tác công đoàn và luôn được lãnh đạo tin tưởng, được người lao động và gia đình là cùng đồng hành. Bản thân tôi luôn là chủ động, linh hoạt và tìm thấy ý nghĩa trong cái công việc của mình. Là trường dân lập đầu tiên của tỉnh đi vào hoạt động từ năm 1988 với rất nhiều khó khăn thách thức. Nhưng đến nay, trường Trung học Phổ thông Nguyễn Trường Tộ đã vượt qua và vươn lên, trở thành ngôi trường Trung học Phổ thông có chất lượng không thua kém các trường công lập. Song song với chuyên môn, trường có nhiều hoạt động ngoại khóa có ý nghĩa do công đoàn tổ chức, thu hút sự nhiệt tình hưởng ứng của đoàn viên công đoàn và học sinh tham gia. Đây là trường ngoài công lập, sẽ rất nhiều khó khăn, ví dụ như ngay những cái quyền lợi của chúng tôi sẽ không được đảm bảo như trường công. Vì biết khó khăn đó, cho nên là chúng tôi đã cùng với ban giám hiệu nhà trường, với công đoàn đã làm tạo nên được như thứ nhất là cái sự thông cảm với nhau, chia sẻ với nhau và xác định trường là nhà. Và tất cả mọi hoạt động của chúng tôi, từ học sinh chúng tôi coi là con, đồng nghiệp coi là anh em, và trường luôn luôn là nhà, cho nên mọi hoạt động của chúng tôi diễn ra đây coi như là gia đình của mình, là một mái ấm thứ hai. Và tất cả mọi hoạt động chúng tôi cũng làm từ tấm. Hiện ngành giáo dục đào tạo Nghệ An có tổng số gần 53.000 cán bộ, nhà giáo, người lao động. Tỷ lệ nữ nhà giáo tham gia cán bộ quản lý chiếm 51% trong tổng số cán bộ quản lý toàn ngành. Trong bối cảnh ngành giáo dục liên tục có những đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, nhiều chương trình hướng tới xây dựng môi trường giáo dục văn minh, thân thiện, đã đặt trách nhiệm ngày càng nặng nề hơn cho đội ngũ làm công tác quản lý và giáo viên. Trong khi đó, nhiều chính sách chế độ dành cho giáo viên còn bất cập. Trước tình hình này, tổ chức công đoàn càng phải phát huy hết vai trò của mình. Chúng tôi luôn quan tâm tổ chức nhiều cái hoạt động chăm lo đồng viên nữ cán bộ, nhà giáo, người lao động. Đặc biệt đó là làm tốt cái phong trào thi đua giỏi việc trường, đảm việc nhà. Hàng năm là chúng tôi lựa chọn các cái nữ cán bộ quản lý, nữ chủ tịch công đoàn tiêu biểu để là biểu dương, khen thưởng. Chúng tôi cũng tập trung bổ sung cái tiêu chí đó là ưu tiên những nữ cán bộ quản lý, nữ chủ tịch công đoàn, bởi vì đây là cái điều kiện để là thể hiện được cái sự quan tâm, sự chia sẻ cái sự vất vả của nữ cán bộ quản lý cũng như nữ chủ tịch công đoàn. Dù còn khó khăn, thách thức trong mục tiêu phát triển của ngành giáo dục, song với tinh thần sẵn sàng gánh vác trách nhiệm được tập thể tín nhiệm giao phó của những cán bộ làm công tác quản lý và công đoàn, đã góp phần xây dựng nên những mái ấm gia đình ngay tại môi trường của mình, tạo động lực, niềm tin cho đoàn viên tiếp tục cống hiến sức lực và trí tuệ cho sự nghiệp trồng người cao quý. Thưa quý vị và các bạn, ngoài những quyền lợi được hưởng khi đang làm việc thì cũng có rất nhiều người lao động chuẩn bị nghỉ hưu hay là chấm dứt hợp đồng lao động thì cũng rất là quan tâm đến những cái chế độ và quyền lợi mà họ được hưởng sau khi nghỉ việc. Và trong chương trình ngày hôm nay thì chúng tôi sẽ có cuộc trao đổi cùng với chị Hoàng Diệu Hoa đến từ Liên đoàn Lao động tỉnh Nghệ An. Và chị Hoàng Diệu Hoa sẽ giúp chúng ta giải đáp một số những cái thắc mắc và băn khoăn của quý vị xoay quanh vấn đề này. Trước tiên xin được cảm ơn chị đã dành thời gian tham gia với chương trình hôm nay. Câu hỏi đầu tiên chị có thể cho biết đó là những trường hợp nào được nghỉ hưu trước tuổi mà vẫn được hưởng nguyên lương ạ? Bộ luật lao động 2019 và luật bảo hiểm xã hội năm 2014 có quy định một số trường hợp mà dù nghỉ hưu trước tuổi thì người lao động vẫn sẽ được hưởng lương hưu tối đa. Thì đó là những trường hợp như là trường hợp thứ nhất đó là có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu theo điều kiện bình thường và có đủ 15 năm làm nghề và công việc nặng nhọc độc hại. Trường hợp thứ hai đó là có tuổi thấp hơn tối đa 5 tuổi so với tuổi nghỉ hưu ở điều kiện bình thường và có đủ 15 năm
làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, cái diện tính giảm biên chế hoặc là hưởng cái chính sách nghỉ hưu trước tuổi. Và thưa chị, là khi mà người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động đúng pháp luật thì họ sẽ được hưởng những khoản tiền nào? Sau khi người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng đúng pháp luật thì phía doanh nghiệp họ sẽ trả cho người lao động một số cái khoản tiền. Thứ nhất đó là tiền trợ cấp thôi việc theo điều 46 của Bộ luật Lao động. Thứ hai đó là tiền lương của những ngày làm việc mà người lao động làm việc mà chưa được doanh nghiệp chi trả. Thứ ba là các quyền lợi khác theo được quy định theo thỏa ước lao động tập thể hay là hợp đồng lao động. Thứ tư đó là tiền lương cho những ngày nghỉ hàng năm mà người lao động chưa được nghỉ hoặc là nghỉ chưa hết. Và một khoản tiền nữa người lao động sẽ được hưởng đó là do bảo hiểm xã hội chi trả, đó là tiền trợ cấp thất nghiệp. Vâng, một lần nữa xin được cảm ơn những chia sẻ của chị Hoàng Diệu Hoa trong chương trình ngày hôm nay. Vâng, thưa quý vị, và tới đấy thì thời lượng dành cho chuyên trang Lao động và Công đoàn của Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An cũng đã hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.